giống như là hình tam giác luôn mấy vị nha. Đúng không em, cái này tam giác mà. Ờ, tam giác. Tại cậu bé lụm ve chai rất là hiếu thảo nè, bây giờ vô chỗ ăn trời của ông lão xiềng xích. Vô làm gì vậy con? Trời ơi, té. Rồi nó đem đồ cúng của gì. Ở đây nó mua bông nè quý vị ơi, đồ cúng quá trời luôn nè. Gì vậy? Trời ơi. Cúng cho em bé. Ngày hôm qua là chú thấy con mà chạy thắng khối cho bữa nay con không dám vô, bây giờ con vô nữa hả? Trời ơi. Chắc vậy, tại là ta nói người ta mới xin đồ ăn. Bữa nay mua cúng đồ cúng. Con mua gì vậy? Dạ mua bông ngang rồi mua bánh. Là tiền đâu con mua? Dạ. Tiền đâu mua? Dạ con đi lượm. Con lượm á rồi con bán được tiền rồi đi mua này. Như là từ sáng giờ con đi nhặt cho trai con bán được là con đi mua này cái này luôn hả? Dạ. Trời ơi. Rồi thôi con đi để cho bé nó vô nó. Ờ cái nhà bé nó mới 13 tuổi thôi mà. Cậu bé hiếu thảo à. Cậu bé tâm linh luôn. Cậu bé hiếu thảo nè, cậu bé tâm linh nè, cậu bé có cặp mắt âm dương luôn nè. Con cúng ở đâu? Đây nè, đây nè, chỗ đó là cái... Chỗ nào? Ngay chỗ bức tường đó luôn hả? Cho chú gắn cái mic coi. Xây cái mặt ra con. Không ngờ tổ đâu là mấy chú sợ là con không dám lại nữa chứ. Tới nữa chứ. Dạ. Mấy chú mới nhắc là thấy đó luôn á. Nó làm còn gọn hơn bữa Nam làm nữa. Con ngồi xéo bên đây nè. Để mấy chú thấy mặt con. Sao không đổ hết luôn con? Đi mua sáng đi giặt cái chai biết nhiêu mà mua đây cũng tốn tiền nha. Chứ nào có học việc không con mượn. Trong này không ai hút thuốc hết à. Bỏ bạn rồi xong luôn. Chạy lấy cho. Dạ. 10 người với con. Cái gì? Tới 10 người lận hả? Là người với muốn chết mà 10 người. 10 người là sao? 10 người đỏ. Cái gì? 10 người màu đỏ. Kiểu là người ta muốn cho ở đây á. À. Vậy là mấy anh em nhớ không? Mấy cái bữa trước là anh em mình vô đây quay á là cũng có cái biểu hiện giống như bữa đó anh Bình anh nói á. Có một cái người ở trong cái mồm đó cũng không muốn cho anh em mình đến đây đó, kêu phát cứ phát tay kêu mình đi ra không à. Ngày hôm qua thì con lại thấy 10 người luôn hả?
Rồi tối qua lúc mà con chạy về là con chạy thẳng về nhà hay sao? Vậy chạy về thẳng về nhà luôn chứ sao chú ơi. Chứ ta còn ta dí con tới nhà luôn mà. Cái gì ghê vậy? Rồi hồi hôm con ngủ con có thấy gì không? Không. Rồi ý là người ta dí con tới tới nhà là sao, con có thể chia sẻ cho mọi người hiểu không? Là con chạy thì người ta cứ bám theo, người ta nói chạy về hoài à. Cái gì người ta kêu con là chạy về đi hả? Dạ, mà ta cứ dí hoài à, con dừng cái là ta dí, dừng cái là dí. Cái gì nghe thấy ghê vậy trời. Rồi làm sao mà con nghĩ ra là con đem mua đồ này đi cúng? Dạ chắc tại hôm gầy qua con gặp với cha không có nói cho ta biết rồi. Rồi người ta thấy ta giận ta dí heo ta đuổi con hơn. À kiểu mà con vô đây lụm ông sinh phải không? Ừ. À vô mà ông sinh thì cũng như bị đuổi đó nha. Bây giờ cũng như bé vô đây nãy là cúng kiến đó. Với tiền vàng bạc nữa đầy đủ luôn. Thế trời nữa. Rồi đốt luôn rồi ta. Lúc mà nó im kia em lại em chịu nó là em thấy là sợ rồi. Tự nhiên nó bỏ nó chạy là mình chạy theo muốn chết luôn. Một khi đã mà thấy rồi là cũng phải phân chia rồi bỏ rồi. Hình như bé này hình như cũng là giỏi về rất là gần về cái điều này ha. Gần nội nha, đây nè anh em coi cái nhiều khi mấy người lớn không biết cái làm mấy độ qua mà cầm nhang cho anh em. Đúng rồi. Nè, cầm nè. Cầm phải đứng thẳng hàng. Kinh nghiệm luôn á. Cậu bé tâm linh mà. Cái gà là có khả năng mà xem được những cái người âm luôn mà cũng khả năng đặc biệt đó cái gì. Ít có người có được cái gì đó. Nhưng mà nó lại cái này mà mình khiến cho mình ấy nè. Là khi mà bé nó kể là lúc 10 tuổi là bé nó bị một cái tai nạn đó. Xong gặp một cái cụ bà gì đó mà có được khả năng đó luôn. Con mà quét lá ra chút xíu đi con. Để con hậu nó cái mà cái bé mới nói cái đoạn đó nhưng mà có rất là nhiều khán giả tin luôn nha. Đúng rồi. Nói là lúc mà bị đó mà nhìn thấy bà cụ bà mặc áo trắng á, có người vô comment nó đúng luôn mà. Hồi chuyện qua trong kinh anh hô là mấy con mai mốt mà gặp bé vô đây á, kêu bé ra thì là tại vì vô tình anh em mình vô thì bé hôm nay là đang ấy rồi, thấy bé như là cầm vô đây. Ủa con cho chú hỏi nè, như là hồi tối á là con đi đi về như vậy đó, rồi con tối con ngủ á con có thấy gì không mà con lại con đốt với tiền nhà bạc bánh tráng cúng cho bé? Dạ không chú. Con thấy hả? Dạ không. Tại người ta không có dám vô nhà. Người ta không dám vô nhà. Ừ.
biết là người ta không dám vô nhà luôn á. Giống như là bé nó cũng nói là bữa giờ đến đây lụm dây chai nhưng mà không có xin. Nhưng là ngày hôm qua đến thì kiểu người ta ý hả? Được, người ta không cho ở đây. Nên hôm nay là từ xuất phát từ tấm lòng đi mua đồ lại đi cúng luôn. Chú cũng không biết làm sao luôn á, con á thì con đi lụm dây chai nhầm chỗ ác ác không. Vô nhà quan nghĩa địa. Hết lửa. Thì làm như nó khó cháy. Bởi không tại có người cản không cho đốt. Có người cản luôn hả? Ghê vậy. Có người cản hả? Dạ. Gì vậy? Trời ơi. Là sao bác? Dạ kiểu là con đốt là người ta dập tắt. Giật hả? Dập tắt. Trời ơi. Con nói nghe. Nó làm cho mình bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ừ. Đừng có đừng có gì mấy điều đó không chạy. Ê, giờ nè. Giờ có gì con lát con nói trước mấy chú chạy trước nha. Chứ con chạy mà hôm qua là chú. Má chú to rồi. Còn má chú yếu lắm. Có gì đừng lôi chiếc xe đạp nó ra nha anh em ơi. Nếu mà chạy là tôi sợ lắm. Nãy giờ con vô đây có con có nhìn thấy gì nữa không? Dạ không. Bữa hôm qua bé nó thấy đó, mà mấy người bình luận trên Facebook mà người ta nó cũng thấy. Ừ. Mà những người có giác quan nhìn hay sao người ta mới thấy, mình đâu có thấy đâu. Mình thì mới thấy được. Đâu nhìn thấy đâu. Mình là đâu có thấy được. Là bữa nay con có nhìn thấy là cái dòng bờ hổm nữa không? Không. Dòng bờ hổm là bé phải không? Dạ. Bữa nay mình đừng có kêu tên nữa. Kêu tên. À quên. Có cô chú dặn luôn vô đây tụi con đừng có kêu tên bé. Nói chung là cũng phải lo đó. Hôm qua em thấy nó chạy lẹp về em quảng hồn không mà. Thằng chị quan tí người. Tự nhiên nó quăng nó chạy cái ầm cái hết hồn luôn. Nhưng mà ngộ ha, cái giấy này nó không bằng giấy mà nó không cháy ha. Nó không cháy nhiều. Trời, nó cháy kiểu mà ha. Đốt bọc luôn hả con? Ủa sao hồi đó giờ chỗ thấy người ta đốt cái vàng bạc không? Người ta đâu đốt bọc đâu. Dạ không, nếu mà sẵn đốt rồi đốt luôn để nó dơ môi trường. Dơ môi trường hả? Dạ. Tiêu hủy nó luôn. Còn cái bánh trên đây. Dạ. Cái bánh ở trên đây. Để đó, để cho tan. Để cho nó tàn nhang mới đốt hả? Dạ. Còn bánh kia là rải hả? Dạ không, đợi tàn nha, lấy cái đó đi giải. Đem bánh đó đi giải. Lấy cái giấy đó là đốt luôn. Còn bánh ở trong bọc là đem gì à? Dạ. Cái trong cái video mà lúc trước còn ông Lợi ở đây á, sau khi ông Lợi bị bắt á, thì anh em mình chia sẻ đến đây chia sẻ nè. Thì xung quanh đây này là cũng có rất là nhiều khán giả bình luận là những người thấy được những nhiều cái, những cái vị ở đây, phức mại ở đây rất là nhiều. Rất là nhiều người vô comment nói là trong đây là rất là đông luôn. Đúng rồi. Gì vậy? Trời ơi. Thấy ngó lắm cái mà cái móc hết hồn cái chuyện gì nó gọi. Trời, con làm chú cung hoài vậy. Trời ơi. Con mà tách nhỏ nhỏ ra để một cục sao mà nó cháy. Làm cái lấy cái móc mà bẻ làm cái gấp luôn. Thằng nó có thế nha, nó lanh đó. Cái này là cái móc này là của Thái Công ông bán là mắc tiền đó má trời, mấy chục triệu một cây đó. Đâu. Bữa giờ đang hot cái vụ đó trên mạng á, mấy anh shipper đi nghỉ việc rất là nhiều. Tại vì khi là giao nhầm gì hàng của anh Thái Công mà bị bơm hàng không có tiền đâu rồi. Lại cái móc đó không là bán là đâu tính ra nếu mà có khoảng là vô tay Thái Công là cái đó móc đó là khoảng chục triệu không? À. Để cháy được rồi đó con. Rồi bữa nay con có đi lụm với chai không bé? Dạ có. Lụm về mới bán mấy cái ấy tiền mua đó. À, hồi sáng giờ có lụm nhiêu là đem về là đi mua này luôn hả? Ừ. Mua này nhiêu tiền để tí nữa mấy chú trả. Dạ có nhiêu đâu. Ít mà. Mà mới nhỏ mà biết là mua đồ cúng luôn quý vị.
nãy giờ con đốn vậy thì nãy nó con nói là có người là dập tắt đó, là có bao nhiêu người dập tắt đó thế này? Dạ 5 người. 5 người hả? Bữa hôm qua 10 người, bữa nay 5 người, 5 người kia mà, hay sao? Mà sao mà 5 người dập tắt mà không tắt nổi, bây giờ lại con đốt cháy hết luôn đó. Dạ. Tại sao mà giờ cháy hết luôn nè? Dạ tại hồi nãy tại hồi nãy đốt nó không cháy, ông nội con lên. Ông nội con tức quá, quýnh la mấy đứa đâu dám tắt nè. Ông nội con hả? Ông nội con la hả? Là ông nội con theo con hả? Dạ. Chú nhớ cái bàn thờ của nhà con không? Thấy. Dạ. Là của ông nội đó ha. Ông Cốc. Ông Cốc. Còn ông nội là không thấy. Ông Cốc làm gì? Chỉ có bữa tối à. Còn ông Cốc thì ông cha của ông nội. Nội. Ủa, ông Cốc với ông nội chứ sao ông nội ông Cốc? Cha của ông nội. Ông Cốc cha ông nội. Là ông cố đó sao mà ông Cốc? Đó, tùy theo. À, vậy là con có ông nội đi theo. Ông nội với ông Cốc. À, ông nội ông Cốc đi theo luôn. Dạ. Bé nó kể gì à, lên đánh này kia kia nội không đâu. Nghe nó quyền bí quá cái gì ơi. Thôi để nó cháy con làm chuyện khác đi. Chụm cho nó cháy. Rồi sao mà con biết ông nội ông Cốc con đi theo con? Dạ. Sao con biết? Dạ chứ giờ đâu có ai theo con đâu, giờ chỉ có ông Cốc bà Cốc chứ ông nội con thôi à. Nhưng mà con có thấy được không? Không. Sao mà bé nó nói gì cái chuyện rồi. Mình không hiểu nổi, khó hiểu á. Đi vô đây rồi. Ủa sao đem đi đâu xa vậy? Đem đi ra rải đó. Bữa nó vô lấy á, giờ nó đem vô giục chứ không trời. Bé này rất là tâm linh nha quý vị. Ở ngoài đó là ma đói, trong kia là nít. Ngoài này mà ma đói. Ngoài này ma đói rồi. Trong gọi là gì con? Ma gì? Nhận nít. Nhận nít hả? À. À. Ủa cái đó đốt luôn hả? Trời ơi ông thằng. Em nổi ốc cục. Anh cũng nổi ốc gái luôn chứ ốc cục cái gì. Ủa người trong chòi có mấy người bé? Dạ. Ở trong chòi hả? Dạ 4 người. Trong chòi có 4 người? Dạ. Ở ngoài này? Dạ 2 người. Ở ngoài này 2 người. 2 người ma đói. Ở ngoài này ma đói 2 người. 4 người giống ông lão đó, ông nói ăn gì cũng 4 á. Hả? Đúng rồi, đúng rồi đó. Trời ơi, đúng luôn. Mình nãy là mỗi bữa vô trong ăn là 4 phần đó. 4 phần không đó. Sao thằng nhỏ này biết bố mà thằng nhỏ này nó nhìn thấy mà. Đó, nó bốc lửa luôn đó quý vị, nó chơi lửa luôn đó. Trời ơi, cái gì nóng. Trời ơi, giận. Nhìn khó hiểu ảnh vậy. Ông mẫu lầm li. Con cũng lửa bốc lửa không. Nhưng mà mấy anh em có nhớ để ý không? Khi mà anh em mình gặp ngoài đường á, hoặc là đi qua quán cà phê đó không? Vui vẻ. Hoặc đến nhà thì nó nói chuyện khác. Vẻ, khi mà nó đến vô cái nơi này cái là nó khác hẳn. Ừ, nó khác. Là mình cái gì mà không nói chuyện hay sao? Ủa còn dạ, bánh con kia là đem về hay sao? Dạ, nó đem về. Hồi nãy con cúng bánh là thấy bé linh hồn nó ra ăn không hay sao? Dạ thì bốn đứa chơi chổng. Ờ, đang chơi chổng hả? Trời ơi. Chưa, nó vô chổng chơi. Thì rủ ra chơi được không? Không. Người ta đang chơi chổng rủ gì không? Ngủ ra đủ đây rồi chú Thái. Nó theo sao? Theo cũng được. Này em nó theo sao? Nhìn tay lửa nó chơi với lửa luôn quý vị. Trời ơi, trời gì ghê vậy? Dạ. Chú khó hiểu vậy?
dốt. Lửa mà nó dám chơi lửa nữa. Dạ ở nhà con buổi tối nó bánh chơi mà. Lửa đâu nóng đâu. Con làm chuyện chú. Để chú làm thử đi. Dạ. Úp. À. Dễ chó. Vừa tội nghe. Không vừa tội. Ủa sao cái nóng hả chú? Rồi nãy giờ con tội là mấy bọc rồi không rồi. Không mày. Có nói gì nghe, không? Nghe chân cái mũ bọc. Dạ. Dạ. Nãy giờ con cúng gì người ta thấy nhìn thấy gì người ta có nói gì không? Dạ thì à mấy chú đứng đâu ta đứng đó sao lưng chú chứ đâu. Trời ơi. Trời ơi phẩm rồi. Thì bốn người mà. Không có nói gì nữa nè. Ủa chú ơi chạy đâu vậy? Thì mà cháy lửa rồi. Dập tắt hả? Dạ. Ủa con chơi đâu sao đâu? Ngựa ngựa. Con chơi có sao đâu ta? Mở gì? Nãy con cúng á con dán sao vậy? Dạ. Nãy con cúng con dán. Thì con cứ mà nhắm mắt rồi dán đừng đừng có theo nữa, theo theo ngoài là mai mốt không có cúng nữa đâu. Và chừng nào mà tới từng nào mà qua thêm tới bữa thứ hai tuần tới là con quay cúng một lần nữa để cho ta không theo, bởi vì người ta vẫn còn theo mà theo ít. Ví dụ 10 người là giờ người ta bớt 5 rồi còn 5. Vậy là bữa hai con qua con cúng lần nữa. Con cúng lần nữa là cho theo luôn hả? Dạ. Nhưng mà cái đó là tự con nghĩ vậy hay là người ta báo hay là như thế nào hay ai dạy? À, tự con biết. Dạ không, cái này là tự biết. Không, nó làm như mình ma mỹ đó, mình không hiểu nổi luôn. Không bí ẩn gì góc này á. Đã từ đầu nó nói bây là nó có đặc biệt đôi mắt có âm dương là mình. Có lúc mà là anh em mình là quay ở đây nè, là có cô chú là nhìn thấy là sau lưng bé luôn hoặc là sau lưng anh em mình luôn. À. Bây giờ mình sẽ ghia máy một vòng đi để đúng cho cô con. Cô chú xem ha. Nè, ghia đi. Bây giờ mình ngồi đây mình ghia không được. Cần gì đi. Nó sau lưng đây thì nó chung là cái bữa sau bé nó là có một cái hình em bé ở đây nè. Rồi chỗ cái mùng đó thì cũng bị cuốn rồi. Cái mùng đằng kia cũng bị cuốn rồi. Anh em mình đi sơ sơ nha. Sơ sơ đi. Rồi đi sơ sơ cái đầu mình chuyển lên trên đọt cây coi. Đó, để cho cô chú nhìn. Rồi đó, rồi xong rồi. Để rồi em soi coi có sau lưng anh Huy có gì không. Rồi à, bây giờ là con uống bánh xong rồi buổi chiều rồi, con đóng. Có đi nhặt cái chai nữa không? Dạ có. Mình định mì phỏng rồi quý vị ơi. Nóng lắm. Thì hôm thì hôm nay á là con cũng đi nhặt dây chai thì được bao nhiêu tiền đó thì con mua đồ con cúng chắc hầu nó cô chú mấy chú gửi tiền lại cho con ha. Dạ. Dạ. Làm lấy nhà làm gì? Chạy nhà thôi, phải chạy. Khó hiểu thì khó đâu hết. Làm phép hả? Dạ không có. Ôi trời, cái gì vậy? Con làm cho khó hiểu này trời. Làm cho mình sợ luôn trời. Nhỏ này nhiều cái bí hiểm thiệt nha. Úng chân, làm tôi phóng chân rồi nè. Chú mà đi với con già đàn, cái kia chú. Nó cục nó. Ủa sao đem vô đây? Ra ngoài kia đem vô cầm rồi, đây nè, để đây lại. Nha. Ra ngoài kia mà đem vô, để đây. Có muốn đứng ổng ngồi đây, ổng hửi bông. Gì? Gì? Có người hửi bông luôn hả? Dạ. Có người hửi bông luôn cả nhà. Mấy này rất là nhiều bí hiểm nha quý vị, tâm sao linh. Mà người mà hửi bông kỳ vậy? Dạ nó là quỷ mà, nó hửi bông. Hả? Nói gì? Xem có giải trí gì nè. Nó lấy chỉ làm gì nữa? Chỉ vậy? Nó chỉ quấn lại hả? Không cho ông đi hả? Dạ. À. Khó hiểu gì? Trời ơi. Đây con đang làm gì bé? Dạ. Con đang làm gì vậy? Khó hiểu à. Đang làm một cái kết kiểu là kiểu là đừng có cho là mấy bé vô á sợ phỏng á. À đừng vô kiểu ngay là đóng lửa đó là. Dạ kiểu giống như là quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương khớp glucosamine loại 280 viên hàng của Mỹ với giá là 850.000 free ship toàn quốc nha.